Cố bị cao. Một không. Bạn đang chứng kiến trận giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa chị em xã Nguyên Giáp gặp chị em Cộng Nạc và Dân Động Tổng Học. Ở phía bên này lưới của các bạn là đội Cộng Nạc và Dân Động. Dân Động có một cầu thủ là Hồng Huê, còn lại bốn cầu thủ là Cộng Nạc. Bên kia là các chị em xã Nguyên Giáp. Hai không cho Tổng Hợp. Gọi tắt là Lạc Tiên đi. Đội Cộng Nạc với Tiên Động gọi tắt là Lạc Tiên đi. Đập bóng không có lưới. 3-0 cho Lạc Tiên. Giờ tôi gọi gọi các bạn là Lạc Tiên đấy nhá. Cộng Nạc với Tiên Động gọi là Lạc Tiên nhá. Hay là Tiên Lạc. Hay quá. 4-0 cho Lạc Tiên. Tiên Lạc. Đập bóng qua lưới. 5-0. Đấy là nay còn mắt còn băng đấy. 6-0. Bị lừa một quả rất kinh. 1-6 cho Nguyên Giáp. 1-6. Đập bóng không qua lưới. 7-1. Động Tiên, à quên mất, Tiên Lạc. Tiên Lạc, Lạc Tiên. Lạc Tiên. Tiên này đi lạc không làm gì rồi. Lại Tiên Lạc nữa. 13 cho Tiên Lạc. Hay còn gọi là Lạc Tiên. Tỉnh quá, Lạc Tiên. Lạc quái thế. Ô kìa. Quay thường với thế nhỉ. 11-3 cho Tiên Lạc, Lạc Tiên. Kinh phạt chấm. Bóng chưa qua lưới. 4-11 cho Nguyên Giáp. Hai
ăn gì mà phát nóng nữa. Bảy giờ sáu phút rồi các cô ơi. Thắng ơi.